Xin chào tất cả các bác và anh em chơi audio trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Và hôm nay thì em sẽ lên sóng cho bác tham khảo một mẫu bát 40. Và cũng như là tiện thể đây thì em cũng đang ghép cho một bác khách ở trên Lào Cai. Bác đang tham khảo một cái dòng loa giá rẻ, nhưng mà yêu cầu nó phải bát 40 và đồng bộ tất cả, nó đều là từ neo các bác ạ. Và hôm nay thì em cũng tiện thể cùng giới thiệu với bác một cái dòng bát các bác nhé. Bát các bác có thể ghép vào những dòng loa kẹo kéo hoặc những dòng loa array 715, 725 thì tiếng cực kỳ là ok luôn ạ. Cả và con bát này thì nó bên em nó là hàng Trung Quốc loại 1 các bác nhá. Giá thành cực kỳ hợp lý. Loanh canh đâu đó là chỉ dưới 3 triệu thôi. 3 triệu một đôi các bác ạ. 3 triệu một đôi. Và cái dòng này thì nó sẽ thiết kế nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 12 gông xưng kép các bác nhá. Gông xưng kép này. Cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ nhỏ. Ok, em quay lên cho anh phát. Quay lên cho anh phát. Đấy, quay. Quay lên. Quay lên. Đấy, con đây màng này, màng gân vải tập dầu hai lớp các bác nhá. Đấy, côn thì nó sử dụng nó là côn 76 ạ. Côn 76 và đây các bác xem nhẹ này. Thì nữa em sẽ nói qua về côn 76 và côn 100. Đấy. Hàng Trung Quốc loại 1, nhưng mà cái nhà hãng người ta làm các bạn ạ, không hề có một chút ba via gì luôn. Đấy, không hề có một chút ba via gì luôn các bạn ạ. Hàng cực kỳ là chất lượng và giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác và em chơi. Và cái dòng này thì tại sao em lại không ghép côn 100? Bởi vì côn 100 thì nó sẽ chỉ gọi là nó chịu lực, chịu đòn nó cao hơn, nhưng mà tiếng lời thì em thấy nó sẽ hơi bí so với côn 76 các bạn ạ. Côn 76 tiếng lời cực kỳ là ok. Còn đâu thì muốn lực hơn thì mình sẽ can thiệp vào con súp các bác nhá, thì nó sẽ ok hơn. Và tép ở đây thì em sẽ sử dụng là tép neo bi 850. Đấy. BNC đây, hàng Trung Quốc loại 1 thôi chứ không phải hàng xịn đâu. Giá lên quanh dưới 2 triệu một đôi các bác ạ, dưới 2 triệu một đôi. Đấy. Đây, và tiện thể luôn cho các bác xem phân tần nhá. Phân tần và thùng ở đằng sau, ở đằng trong này. Phân tần ở đây thì em sẽ sử dụng nó là một con phân tần đến từ nhà hãng DB. Đấy, ghép rất là nhiều loại. Gấp nhất rất là nhiều loại phân tần, nhưng mà cái dòng này nó chuyên về array. Nó chuyên về array nên là cái tiếng nó cực kỳ là hay các bác nhá. Đấy. Và tiện thể em ghép đây cho các bác xem giá này. Vỏ thì bên em bán 3,5 triệu, tép là 1,9 triệu, bát là 2,6 triệu, phân tần là 900k. Và tổng một đôi loa này các bác nhá. Không phải một chiếc đâu ạ. Tổng một đôi loa này chỉ có là 8,9 triệu đồng, giá trên tại cửa hàng không bao ship các bác nhá. Đấy. 8,9 triệu đồng các bác được một đôi loa bát, một đôi loa array bát 40 sử dụng driver, tất cả đều là từ neo hết. Và trọng lượng của con này thì khá là nhẹ các bạn. Và em cũng đi làm nhiều nơi rồi, nhiều bác là hay dựng những cái dòng bát 40 thì nó nặng quá, nhưng mà cái dòng này thì em sẽ sử dụng đồng bộ tất cả, nó đều là từ neo hết ạ, đều là từ neo hết nên là cái trọng lượng nó khá là nhẹ, chỉ trên 20 cân thôi, bê vác cực kỳ là dễ dàng. Và bây giờ thì không phải để cho các bác chờ lâu nhá, bây giờ em sẽ ghép vào và cũng như là cho bác test thử qua cái chất âm của cái dòng loa này. Giá 8,9 triệu đồng. Đấy. Em bảo hành cho các bác đó là 1 năm các bác nhá. Bảo hành cho các bác 1 năm không xuống tiếng luôn ạ. Đấy. Và đối với những bác mà có cái kinh tế dư giả thì có thể là sử dụng những dòng loa hãng. Nhưng mà đối với những bác mà gọi là kinh tế eo hẹp một chút thì có thể là sử dụng cho em, tham khảo cho em về cái dòng bát 40 này. Đấy. Cực kỳ là nhanh thu hồi vốn các bác nhá. Một đám nhỏ các bác chỉ cần 2 cặp được thôi. 2 cặp cứ cho là 9 triệu, 99 là 18, 18 triệu nó là 2 tay. Đấy, 18 triệu 2 tay, cực kỳ là giá thành cực kỳ là hợp lý cho các bác và anh em chơi. Và bây giờ em sẽ test nhanh cho các bác nghe thử các bác nhá. Và tiện thể đây thì em cũng ghép luôn cho các bác tham khảo một cái combo các bác nhá. Combo gồm có là một bộ mic, một con vang, một con đẩy 4 kênh với công suất nó là 1200W trên một kênh các bác ạ. Và một con đẩy chuyên trị giúp kép cô tử lớn, hàng nội địa Trung Quốc Diamond SA18002. Và nếu như mà các bác mua chọn combo này các bác nhỉ, hai đôi array nó là giá bao nhiêu? Hai đôi array giá là 17,8 triệu đồng ạ. Còn một đôi giúp kép, con này là nó là giúp kép MOF thương hiệu của Đức, sử dụng bát BNC, giá là 18 triệu một cặp. Đây cho các bác xem luôn này. Đấy, mic vang đẩy đánh súp với tổng bộ dàn chỉ có là 65,5 triệu đồng thôi các bác nhá. Và bây giờ thì mời các bác cùng nghe qua chất âm của combo cũng như là dòng loa thành phẩm bên em sử dụng, nó là bát neo. Đấy, bát neo giá chỉ có dưới 3 triệu đồng trên một cặp thôi. Bạn nào có nhu cầu nhắn tin qua Zalo cho bên em các bác nhá. Giờ thì mời các bác cùng đeo tai nghe và trải nghiệm qua chất âm của cái dòng loa cũng như là set combo này.
bác nghe nghe được cái tiếng đàn guitar nghe cực kỳ là quê các bác nhá. Ok, bây giờ thì em sẽ test nhanh cho bác nghe thử qua cái tính micro các bác nhá. Đấy, em đang sử dụng con micro K6000 đây. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 10, 6, 10. Đấy, không biết các bác cảm nhận như nào, em nghe ngoài cực kỳ là phê các bác ạ. Đấy, và tiếp theo là cái tính echo. 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Đấy. Và cái dòng micro này em thấy là khi ghép vào bộ dàn rất là hợp các bác nhỉ. Và cái dòng loa array hiện tại là cái dòng loa thành phẩm bên em không hề cho cái tiếng micro ra súp, nhưng mà cái tiếng nó không khác gì loa full các bác ạ. Tiếng cực kỳ là dày ấm và cái giải tép nó cực kỳ là sáng mịn đó nhỉ. Đấy, bác nào có nhu cầu thì có thể là đến qua thẳng cơ sở bên em để nghe và đánh giá trực tiếp. Và tổng combo này chỉ có bao nhiêu, em xin nhắc lại, chỉ có là 65.500.000. Đấy, cho các bác là thực sự là trong cái mức tiền này thì cực kỳ là nhanh thu hồi vốn các bác nhá. Đấy, ok.